Xin chào cả nhà đã trở lại với USA Studio Channel nha. Hôm nay hai vợ chồng mình sẽ có chuyến đi vào Costco. Đi trải nghiệm trong Costco thôi, mình không biết lý do tại sao mà không biết tin tức từ đâu mà bà con lại đi mua đồ quá trời luôn, mình không hiểu. Bây giờ mình sẽ đi trải nghiệm, mình sẽ đi vô trong đó, mình quay cho cả nhà xem ha. Mình sẽ đi vô Costco gần nhà mình. Mình thấy đại khái hiện tại bây giờ mình đang đi là mình thấy bà con cũng không có mua cái gì nhiều hết trơn á. Hay là bữa nay họ đã mua hết rồi, không biết nữa. Mình thấy đó, vẫn bình thường thôi, họ vẫn đi mua sắm bình thường thôi, không có gì mà ghê gớm giống như một hai clip mà có nhiều người đã bỏ lên. Đó, cả nhà xem, cũng không có ai mua cái gì nhiều hết trơn. Hay là hết đồ rồi, không còn gì để cho người ta mua nữa, không biết nữa. Bây giờ mình sẽ tới cái khu vực giấy và nước, mình coi thử coi như thế nào ha. Thì ra là mấy cái bữa trước á, cái khu vực này là nước rất là nhiều, nhưng mà là bây giờ không còn một block nào luôn. Nước này thì nó hơi mắc tiền tí, thì ít người dự trữ hơn. Nguyên cái khu vực này là nước không đó mà bây giờ không còn nè. Nè đó, cái này là đó, cái này là water đó. Đó, mà bây giờ không có luôn, nó để chỉ có limit cho hai cái thôi, mà bây giờ không còn một block nước nào luôn. Dễ sợ không? Cái lúc bây giờ hôm nay mình đi là chắc là mấy ngày trước người ta đã mua hết rồi. Cũng có rất là nhiều người để tới cái khu vực này để kiếm nước, nhưng mà người ta không có thấy nước, hết nước rồi ta dục xe ở đây luôn. Còn là không luôn. Bao giờ mà để những cái kệ trống mà hết hàng gì hết trơn. Cái khu vực này là giấy đó, mà bây giờ nó không còn một cái gì luôn. Trước là người ta chứa giấy đó, mà hiện tại bây giờ là không còn một cái gì luôn, ghê, dễ sợ không? Mình không thể nào tưởng tượng được luôn. Cả nhà thấy không, đây là một cái kệ giấy đó mà không còn một cái gì luôn đó, không còn một cái thứ gì luôn. Đó, chỉ còn là một cái kệ trống thôi, có rất là nhiều người họ cũng tới đây họ kiếm nhưng mà không đa có. Đa số là chỉ có mặt hàng giấy và nước thì người ta đã mua gom hết, không có còn cái gì. Chứ thật ra là đồ ăn rồi cũng còn nhiều lắm. Hiện tại bây giờ mình đi thì mình thấy mọi người đi vẫn mua đồ ăn bình thường thôi, không có cái gì nhiều. Hai chồng mình hay ăn gạo ở đây lắm, nhưng mà gạo của mình ăn là gạo Mỹ. Đại khái là cũng không có nhiều người ăn lắm, đa số là gạo của người Việt, trong cái khu chợ người Việt nó sẽ không có. Nhưng mà bây giờ hiện tại bây giờ cái chỗ này là mình thường hay lấy gạo, nhưng mà bây giờ nó không còn một cái gì luôn, tất cả các loại gạo không còn luôn, làm sao? Không còn gạo, không còn không còn nước, không nước còn hơn. Không còn một cái gì luôn. Mình chắc mấy ngày trước rồi, anh cứ tưởng tượng đi, chắc là nó kinh khủng lắm á ha. Mình muốn đi vô đây quay cho cả nhà xem thôi, chứ thật sự hai vợ chồng mình không có cần mua cái gì hết. Mình không nghĩ là mình phải thiếu đồ như vậy đâu. Mình ở Mỹ mà làm gì có chuyện đó. Trời ơi, ăn chỉ là ăn đồ của nó là ăn, chỉ là sợ chết vì đồ ăn thôi, chứ làm cái gì mà thiếu thốn. Mọi người lo xa quá. Bây giờ mình sẽ đi đến cái điểm khu vực Costco này. Là cái chỗ khu vực Costco này xa hơn nhà mình hồi nãy tí xíu. Thì cái khu này người Việt ở thì cũng không có nhiều, người Mỹ với người Mỹ thì ở nhiều. Để mình vô đây mình coi lần thứ hai, mình chỗ thứ hai mình đi đến này, mình thấy còn cũng bình thường. Ô, nhưng mà có cái anh này anh mua gạo, mua không phải đất, không phải gạo, cũng bình thường. Nhưng mà người ta đi Costco cũng đông lắm nha. Nhưng mà bây giờ mình sẽ tiến tới cái khu vực nước và giấy để mình coi thử như thế nào ha. Thì bây giờ mình thấy ở đây họ đi Costco hay là họ đi ra đường, họ không cần phải đeo khẩu trang. Thì ở bên đây người ta cho là những người mà đeo khẩu trang là những người bị bệnh, còn những người bình thường là không cần phải đeo. Là nước nè, không còn một cái gì luôn. Một cái khoảng trống này là để nước đó, nhưng mà bây giờ nó không còn một cái lốc nước nào luôn. Mọi người đi tới đây mua nước không còn cái gì luôn. Đó, có mấy anh khách Mỹ đi vô đây hỏi là ủa sao nước đâu hết trơn, thì không có, nên là nó hết nước rồi. Đó, những người này là họ đi tới đây họ kiếm nước vô uống á, nhưng mà không còn một nước cái nước nào để cho người ta uống luôn. Không hiểu mấy người này nghĩ sao mà đi mua quá trời luôn. À, ông này ông nói nè, nước so water là so out luôn rồi đó, không còn cái gì hết trơn. Có rất người đi tới đây họ đang kiếm nước mà không có nước luôn, họ lơ ngơ luôn, không có nước ở đâu mua luôn. Đó, bà con thấy không, cái khu vực này là giấy á. Giấy mà toilet paper là không còn một miếng nào luôn. Chỉ còn là giấy để chơi baby hay cái này nọ thôi. Còn giấy toilet với cái gì là không còn luôn. Là nước là cũng còn, một cái khu vực trống luôn. Costco là không bao giờ có như vậy hết trơn. Bây giờ không đủ để cung cấp hàng cho khách luôn.
khách mấy có mấy người khách đi tới đây họ kiếm quá trời, không có nước, người ta đổ xô xuống cái chỗ cái phần nước này quá trời, người ta kiếm luôn mà không ai kiếm ra nước hết trơn đó. Người ta ngạc nhiên, người ta hỏi tại sao không có nước. Mấy người này hỏi nước ở đâu, mấy người này cũng đi kiếm mà không có những cái quầy đồ ăn gì để cho mình thử nè. Bây giờ ai có mua đồ có lương thực làm gì làm, mình không cần bếp, nhưng mà hai vợ chồng mình không có mua gì hết trơn. Ok, bây giờ mình đi lấy đồ ăn. Hai vợ chồng mình á, dưới đây tôi đẹp sẽ kết thúc cái video clip ở đây nha. Cả nhà ủng hộ hai vợ chồng mình, share and subscribe ha.